chào tất cả các chị đang theo dõi livestream của mình. Rồi. Em xin chào tất cả các chị nha. Hello các chị. Chị nào mà đang thấy cái livestream này thì cho Đào xin một comment nha các chị. Hello. Xin chào tất cả các chị đang theo dõi livestream. Chị nào mà đang thấy cái live này cho Đào xin một comment nha. Và đừng quên là chia sẻ livestream để buổi sáng ngày hôm nay săn hàng cùng với Đào nha các chị ha. Rồi. Chị nào thấy like cho em xin một comment ha. Và nhớ là tag ngay người bạn của mình vào livestream này để săn hàng cùng với Đào ha. Buổi sáng ngày hôm nay đầu tiên là Đào lên slip on cho các chị luôn rồi. Chị nào đang coi live thì vào đây săn hàng ha. Chào Đào xíu lấy cái giày kia đã. Này. Nếu vậy cho nó đủ. Đủ nguyên một đôi luôn cho mấy chị coi. Rồi, hello các chị. Các chị ơi, mình thấy livestream của Đào rõ đúng không ạ? Thấy livestream của Đào rõ hết mà đúng không ạ? Rồi, hôm nay thì mới vừa vào là coi livestream thì chị nào muốn săn slip on thì mình thể vô đây cùng với Đào ha. Slip on thì nói rồi là rất là hot luôn và hiếm khi Đào mới lên để mà sale cho các chị. Thế nên là chị nào đang có like thì mình nhớ tắt ngay bạn bè nha. Đôi slip on thần thánh đây là các chị. Đôi slip on thần thánh mà đăng lên rất là nhiều chị hỏi em. Rất là nhiều chị hỏi là đôi này có sale hay không. Thì ngày hôm nay chị nào mà muốn biết đôi này có sale hay không thì mình nhanh chóng vào đây cùng với Đào ha. Và đừng quên là chia sẻ cái livestream này. Nhớ nha các chị yêu ha. Chia sẻ livestream bốt đùi hôm qua mình đã sale rồi. Chị bỏ lỡ livestream hôm qua rồi là không biết tới khi nào mới sale lại bốt đùi nha chị ha. Dây độn đế không em? Đây này chị, đôi này của mình là độn đế nè. Độn đế cho mình được tầm cỡ là khoảng là 2 cm chiều cao, 2 cm. Tính cả đế bên trong là 3 cm chiều cao đó. Chế nào đang coi live thì chuẩn bị vào đây săn hàng ha. Và Đào nói trước là ngày hôm nay chị nào vào đây comment thật là nhanh thì chúng ta mới có hàng, chậm tay là hết hàng. Và chị nào chưa chia sẻ livestream chúng ta nhanh chóng chia sẻ livestream nha. Em sẽ chỉ ưu tiên lên đơn cho chị nào chia sẻ cái livestream này thôi. Mỗi một lần đăng cái clip livestream này lên là mỗi một lần mà Đào nhắc về cái sản phẩm về slip on là chắc chắn luôn là có rất là nhiều chị hỏi Đào là đôi này sale như thế nào. Chế nào đã ở trong cái livestream ngày hôm nay chưa chia sẻ thì nhanh chóng chia sẻ ha. Chưa chia sẻ thì nhanh chóng chia sẻ nè. Đôi slip on thần thánh nè cho các chị coi. Đẹp tới từng cm luôn nè các chị nhìn nè. Nó trình chỉ cho mình rất là đẹp nha. Và đặc biệt chất da này của mình rất là mềm. Đó, để chơi nhìn cho em nè. Đẹp không? Đẹp không mấy chị? Đôi này cực kỳ là xinh luôn nha. Hàng này của mình là hàng cao cấp, các chị có thể nhìn kỹ nè. Từng đường keo của nó không hề lộ một chút nào. Và riêng đôi này của em các chị mang vào thì chỉ có khoe thôi. Mang vào rất là êm và đôi này của mình là hàng cao cấp đầu năm trước ha. Ngày hôm nay chị nào nhanh tay mới săn được đôi này của em, đẹp chưa? Riêng đôi này mà mình phối với lại quần jean áo thun hoặc là các chị mang một cái chân váy xòe lên thôi cũng rất là dễ thương. Chưa kể là cái mùa từ giờ tới cuối năm này các chị mang cho em những cái đôi như thế này vừa ấm chân, cái thứ hai vừa tiện lợi đi đâu cũng được hết mấy chị ha. Rồi chị nào đang coi cái like này chưa tag bạn bè thì nhanh chóng tag ngay người bạn thân của mình vô đây để săn hàng ha. Đôi này của em là slip on cực kỳ chất cho các chị luôn. Nhìn kỹ cho em nè, slip on cực kỳ chất luôn. Cầm cái đôi giày này nó rất là chắc tay. Và cái thứ hai là đôi này của em nó form của nó rất là chắc chắn. Và cái hàng này của mình là hàng cao cấp nha. Đây là màu trắng thôi, còn đây là màu đen nè mấy chị. Màu đen đây ha, rất là đẹp. Chị nào thích màu trắng lấy màu trắng, chị nào thích màu đen thích màu lấy màu đen. Trời ơi, rất là mềm luôn. Đôi này của em nó còn có một cái mùi nhẹ nữa các chị. Nó có một cái mùi thơm nhẹ nữa. Nên là mấy chị, khi mà mấy chị nhận giày, mấy chị mở giày ra một cái nào đảm bảo cho các chị một điều là các chị mở ra một cái là các chị nghe cái mùi thơm nhẹ nhẹ rất là thơm. Đó. Rồi em cảm ơn mấy chị ha. Xin chào tất cả các chị đang coi live. Bây giờ chị nào mà đang coi cái livestream này nhanh chóng vào đây. Đào hứa với mấy chị luôn này, ngày hôm nay chị Đào nghe Đào tư vấn lấy đôi này, vừa mới mở hộp giày ra cái là nghe một cái mùi nó rất là thơm luôn. Tại vì cái mùi này của mình là cái mùi mà của cái chất da và đặc biệt là cái túi á, cái túi trong ẩm ở trong cái hộp giày á, nó có cái mùi thơm nhẹ để chống cho các chị là chống hôi chân. Khi mà các chị nhận được cái giày á, các chị đừng có giục đi cái bịch đó, mình để lại trong đó để sau mình bỏ giày rô được vô thì giày của mình nó rất là thơm ha. Rồi giá thế nào vậy shop? Đây cho chị ơi, nhớ cho em nha, đôi này của em sẽ có giá một mức giá gốc và một mức giá sale. Thì ngày hôm nay Đào sẽ chỉ sale 30 đôi thôi nha. Em nói trước là ngày hôm nay em chỉ sale đúng 30 đôi cho 30 chị nào comment nhanh tay thôi. Nên ngày hôm nay chị nào mà muốn săn slip on thần thánh thì mình nhanh chóng vào đây ha. Nhớ nha là ngày hôm nay em chỉ săn đôi slip on thần thánh cho 30 đôi thôi. Nhìn kỹ cho em nè. Nhìn kỹ cho em ha.
Đôi này của mình mã số sản phẩm là M502, hiện tại đang có mức giá là 450.000 là mức giá niêm yết ha các chị yêu ha. M502 mức giá niêm yết là 450.000. Livestream ngày hôm nay Đào giảm cho chị nào comment đủ mã với số điện thoại M502 kèm màu kèm số điện thoại 450, Đào sẽ giảm xuống cho các chị còn 385.000. Chị nào đặt nhanh chóng thả comment cho Đào M502 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale này Đào chỉ áp dụng cho chị nào trong livestream ngày hôm nay thôi. Và giờ các chị nhìn cho em nào, 450 và em sale xuống còn 385.000 chỉ trong clip livestream này. Và em sẽ chỉ sale 30 đôi thôi nha các chị, em sẽ đếm ngược ngay từ đầu luôn. Chị nào ưng nhanh chóng chốt liền cho Đào M502 kèm màu kèm số điện thoại ngay bây giờ. Đôi này của mình là hàng cao cấp nha mấy chị ha. M502 em đơn cho chị Hoa trồng một đôi ok chị nha. 450 còn 385.000. Ok chị thành công, vậy là bây giờ là còn 29 đôi nữa. Đó, rồi chị nào đặt nhanh chóng thả cho Đào comment ha. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Thiếu số điện thoại bổ sung số điện thoại cho Đào ngay bây giờ. Riêng đôi này cho dù M502 của em là 385.000 cộng phí ship vào cũng chưa vừa còn được giá 450 đâu. Nên là Đào sale là chỉ sale trong livestream ngày hôm nay thôi. M502 đơn chị Vân Anh Lê là chị thứ hai, em còn 28 đôi nữa với giá sale. Chị Mai Phương là em còn 27 đôi. Ngọc Thảo là em còn 26 đôi. Chị Thuận NT là em còn 25 đôi nữa với giá sale ha. Chị nào thiếu số điện thoại bổ sung số điện thoại cho em. Chị Phương Thảo một đôi ok chị nha, em còn 26 đôi nữa. Chị Phú Quý Thanh Ly đã còn 25 đôi nữa. Trần Thanh Tâm em còn 24 đôi. Trà Phạm ok chị, em còn 23 đôi nữa nha. 23 đôi nữa với giá sale. Chị nào chốt nhanh tay comment lên. Mức giá sale này chỉ áp dụng trong livestream ngày hôm nay thôi. Bỏ qua M502 này là tiếc lắm nha. Đôi này em phải nói với các chị là mặc đầm mặc váy hay là các chị mặc quần jean gì đó, lên form rất là sang và đặc biệt là rất là tiện. Mùa cuối năm rồi là không thể nào mà thiếu đôi này. Mà chưa kể đôi này em nói với các chị nghe là hàng cao cấp, chất da siêu mềm siêu mịn và đặc biệt là có một cái mùi thơm nhẹ ha. M502 lên đơn cho chị Phương Mai một đôi kia chị nha. Em còn 23 đôi nữa. Giá sale là 385.000, 450 em sale còn 385 đây này cho mấy chị coi. Giá niêm yết của Đào là 450.000 các chị yêu ha. Đào sale còn 385.000. Chị Trà Phạm lên đơn rồi ha. Lên đơn chị thêm đơn thì ok chị thành công ha. Vậy là bây giờ Đào còn 22 đôi nữa với giá sale là 385. Chị nào vừa mới vào coi livestream mình lắng nghe cho em ha. Lên đơn chị Minh Violet ok chị, em còn 21 đôi nữa. 385.000. Từ 450 Đào sale còn 385. Chị nào đặt nhanh chóng comment cho Đào ha. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Lên đơn chị Trinh Trần Đào còn 20 đôi cuối cùng. Em nhắc lại là em chỉ còn 20 đôi nữa thôi ha. Chị nào đặt nhanh chóng comment đủ cho Đào M502 kèm màu kèm số điện thoại. Còn bệt thì hôm nay không xem, mình mua với giá gốc cho em là 390 cho chị Dương Đào. Được chưa? Chị nào chốt comment đủ thông tin cho Đào mã sản phẩm với số điện thoại Đào chữa hàng ha. Hôm nào Đào livestream mà mặc đồ gì mấy chị cũng hỏi hết trơn á. Rồi M502 cho em nha, 450. Và trong livestream ngày hôm nay Đào sale cho mấy chị là còn 385.000. Đây là đôi bệt quá thần thánh rồi đúng không các chị? Đây là đôi bệt quá thần thánh luôn rồi. Mỗi một lần đăng lên các chị hỏi rất là nhiều. Và để mà săn được cái giá sale này thì hãy nhanh chóng comment lên cho em ha. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale của sản phẩm này là 385.000. Được chưa? Nhanh chóng comment cho em đi ạ. Cứ comment đặt hàng đi rồi sẽ có nhân viên gọi phải chốt sau. Chị nào mà thích màu trắng thì lấy màu trắng, thích màu đen thì lấy màu đen cho em ha. Còn đôi này của em là sale là 385, nãy giờ em nói rất là nhiều chị Thu Hà. Em sale 385.000 các chị yêu ha. Và giá sale này chỉ áp dụng trong live. Sai số sẽ có các bạn nhân viên gọi điện thoại chốt sai cho các chị ha. Lên đơn chị Nhọc, chị Nhấp Linh Lưu ok chị Nhấp Linh ha. Vậy là bây giờ là còn 17 đôi nữa. Đào nhắc lại nha các chị yêu ha, Đào còn 17 đôi nữa. Chị nào đặt hàng cứ để lại cho Đào là M502 kèm màu kèm số điện thoại. Tự khách sẽ có nhân viên gọi điện thoại tư vấn sai chốt số cho các chị. Quan trọng hơn là Đào sẽ đảm bảo cho các chị là các chị được mua với giá sale là 385. Lên đơn cho chị Thu Hà em còn 17 đôi nữa ha. 17 đôi nữa nha mấy chị ha. Rồi chị Trang Trinh luôn các chị, Đào còn 10 chị Trang Trinh hồi nãy em lên đơn rồi nha, bỏ qua nha. Nãy là Đào lên đơn rồi nha các chị ha. Chị nào mà lên đơn rồi mình không cần phải comment nữa, comment một lần cho Đào thôi. M502 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Slip on đang sale với giá từ 450 còn 385 hả mấy chị ha. Chị nào đặt comment đủ mã với số điện thoại, giá sale này đều chỉ áp dụng trong livestream thôi. Chị nào đặt nhanh chóng comment cho em ha. M502 đây là màu trắng nha, 450 còn 385. Rồi đây là M502 màu đen nha. Ngoài ra thì Đào có giới thiệu với các chị là đôi này của mình nó sẽ có một cái mùi thơm nhẹ. Cái mùi thơm rất là nhẹ thôi. Mà Đào nói là cái đôi giày này các chị phối đồ rất là dễ. Cơ bản là mình mặc một cái đầm xòe mình phối đồ cũng được, rất là dễ và đơn giản ha. Hoặc quần jean các chị mang slip on cho em cũng được, rất là dễ mà mình phối đồ. Lên đơn M502 chị Lý Trang ok chị thành công ha. 385.000 chị Nhi đổ ạ. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào là chưa hàng ha. Mình đặt hàng bảo thứ hai có mà hôm nay chưa thấy, mai mình có nhà là sao nhỉ? Chị Mỹ Ngọc inbox vào fanpage để
nhân viên hỗ trợ đơn hàng của mình ha. Rồi trẻ nào đặt comment đủ thông tin em chuẩn bị qua mẫu nha. Qua mẫu là không sale nữa nha các chị. Em nói trước nha, M502 này qua mẫu là đào không sale nữa. Nên chị nào chưa đặt thì tranh thủ comment lên cho em. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale từ 450 còn 385.000. Lên đơn ơi chị Thi à, Thanh Nguyễn ok chị nha, em còn 16 đôi. Chị Thúy Hằng em còn 15 đôi. Chị Lý Trang em còn 14 đôi nữa với giá sale 385. 14 đôi nữa nha các chị ha. Rồi 14 đôi nữa thôi. Trẻ nào đặt nhanh chóng comment lên cho em mã và số điện thoại trong live stream ngày hôm nay. 87 M502 kèm màu kèm số điện thoại nha mấy chị. Không đủ thông tin là đặt không chốt đâu nha, đã nói trước á. Chị nào đặt phải đủ thông tin em mới chốt ha. Rồi M502 em chốt chị ăn Hồ Nguyễn ok chị. Cái đôi này của mình là hàng cao cấp, chất da rất là mềm mịn cho mấy chị. Đặc biệt là nó sẽ có một cái mùi thơm nhẹ để chống hôi chân cho các chị ha. Cao cho các chị tầm 3 cm chiều cao, chống hôi chân cho mình mang vào cực kỳ là tiện lợi luôn. Chị nào đặt comment đủ cho Đào M502 với màu với số điện thoại. Giá sale từ 450 còn 385.000 ha mấy chị ha. Lên ơi chị Hoa Phan một đôi ok chị 385.000 nè. Chế nào chốt để lại đủ cho em đi ạ. Mã với số điện thoại nha, không đủ mã với số điện thoại là không chốt đâu. Chị Phương Hà một đôi ok chị, em còn 13 đôi nữa nha. Đào còn đúng 13 đôi cuối cùng thôi ạ. À. Chị Minh Hà ok chị, em còn 12 đôi nữa. Đúng 12 đôi nữa với giá sale thôi ha. Đếm ngược cùng với em là các chị yêu ơi. Đào chỉ còn 12 đôi nữa thôi ha. Nên chị nào đặt thì nhanh chóng thả comment đi. Lên đơn ơi chị Thu Hà ok chị, em còn 11 đôi nữa. Chị nào đặt comment đủ thông tin. Còn chị nào muốn miễn ship thì ngày hôm nay Đào sẽ bán cho các chị với giá gốc. Rồi Đào sẽ miễn ship cho mình 450 đồ miễn ship ha. Rồi đôi này của em đang sale là 385.000. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào. Có nghĩa là bình thường cái đôi này của em nó đã có cái mức giá là 450 rồi. Là bình thường các chị đó phải mua 450 rồi cộng với ship nữa vô nữa. Còn bây giờ là trong live stream ngày hôm nay em sale từ 450 còn 385. Thì các chị chỉ cần cộng vô ship mấy chục ngàn thôi. Các chị lợi hơn người bình thường rất là nhiều rồi. Ở ngoài người ta không có thấy live stream này, người ta không có biết. Chứ nếu mà các chị đó biết thì các chị vào xem live stream này nó sẽ rẻ hơn. Nên là thành ra chị nào mà đặt trong live này mình đã được lợi hơn người khác rồi nha. Comment đủ thông tin. Shop chỉ bán giày dép túi xách thôi chị, coi đã không bán quần áo gì hết ha. Rồi chị nào đặt comment đủ cho em M502 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale của sản phẩm này đó là 385.000. Đây là M502 màu đen và M502 màu trắng nha mấy chị ha. Độn để cho các chị 3 cm chiều cao. Chị nào chốt comment M502 ha. Slip on nha. Được chưa? Em chuẩn bị qua mã nha. Em chuẩn bị qua mã, chị nào chốt thì để lại đủ cho Đào M502 với số điện thoại. Không đủ thông tin là em không chốt được hai nói trước nha. Em chuẩn bị qua mã M502. Nên là chị nào chốt comment đủ mã với số điện thoại cho em. Nhắc lại là một lần nữa là em chỉ sale trong livestream. Ngoài livestream là Đào không có sale nên các chị ráng giúp Đào là chốt ngay trong livestream này ha. Ngoài livestream là Đào không có sale. Rồi ok bây giờ em qua mã nha mấy chị. Em qua mã M502 ha. Bây giờ là sẽ qua cho các chị một mã giày bệt độn đế nha mấy chị ha. Bệt độn đế. Hồi nãy là đã là slip on độn đế rồi đúng không mấy chị? Rồi ok chị Anh Đào Ngọc một đôi 385, chị Liên Nguyễn một đôi 385 với giá sale ha. Rồi bây giờ là sẽ qua đôi bệt độn đế. Chị nào mà đặt M502 thì cứ thả cho Đào comment M502 với số điện thoại. Đôi này của em là độn đế cho các chị 3 cm chiều cao nha. M502 độn đế 3 cm. Được chưa? M502 là đủ mình là độn đế 3 cm. Ok chị Thu Nguyễn một đôi nè. Riêng ơi, chị Hoàng Gia Bảo một đôi nè. M502 của mình là độn đế 3 cm. Còn cái đôi bệt này của mình là bệt độn đế ha. Cái đôi hồi nãy của mình là slip on độn đế, giày lười độn đế đó. Còn đôi này của mình là bệt độn đế. Thì bệt độn đế này của em là cao độn đế cho các chị 4 cm chiều cao. Nó sẽ cao hơn cái đôi slip on đó. Thì chị nào mà thích mang bệt thì mình có thể lựa đôi này. Rồi M502 chị Thu Nguyễn ok, Hoàng Gia Bảo ok, Đầm Vũ ok ha chị ha. Rồi đôi này của em là chất da rất là mềm cho mấy chị luôn. Đã là bệt thì chất da phải mềm rồi đúng không mấy chị? Bệt mà chất da cứng thì chắc chắn là sẽ không bao giờ đi được. Và chắc chắn là sẽ không có cái tên thương hiệu của Minsu rồi đó. Bệt là phải chất da phải mềm. Cái thứ hai, đế may bên trong cho các chị rất là chắc chắn như thế này ha. Đế may vô cùng chắc chắn cho các chị. Cái thứ ba là cái đôi này của mình là bệt độn đế cao 4 cm cho các chị chiều cao. Về chiều cao nó sẽ cao cho các chị 4 cm. Nên là khi mà các chị mang lên á, các chị sẽ tăng được 4 cm chiều cao. Em nói bình thường ví dụ mình đang cao 1m6 đúng không? Mình mang vào cho em thì mình đang cao 1m64. Nhìn đôi bệt này nó rất là đơn giản. Nếu như mà Đào cầm dựng đứng như thế này chắc các chị không biết đây là đôi bệt độn đế đâu ha. À, vậy cao gót tí nữa Đào sẽ sale sau. Rồi, đôi này của em mã số sản phẩm là B308. 100 chị mua đôi này thì chắc mất 80 chị thích đôi này là bởi vì nó là đôi bệt độn đế. Mang vào rất là tiện, mình mang bệt thôi mà mình vẫn cao ha. Rồi, đôi mà em đang cầm ở trên tay mã số sản phẩm này là B308. Đúng rồi, đôi này là B308 màu kem nha mấy chị ha. Màu kem đây, đó. B308 màu kem nè.
Rồi ở đây em có hai màu nữa là B308 màu đen và màu xanh, chất da siêu siêu mềm cho các chị luôn. Ngày hôm nay B308 Đào xem với mức giá từ 385.000 còn 285. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào B308 kèm theo số điện thoại. Chỉ có 285.000 thôi mấy chị là mình có ngay một đôi bệt độn đế cho các chị rồi. Được chưa? Đây là B308 ha, rất là mềm nha các chị ha. Xong đôi này rồi Đào sẽ lên cao gót cho mình ha mấy chị. Rồi B308 kèm màu kiểm số điện thoại cho em ha. Chị Phan Ngân M502 màu trắng, ok chị thành công ha. Rồi. Đồng hồ này em được tặng nha chị Bảo Ngọc. Rồi, chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào ha. Ủa Thanh Hồ đâu làm ở hai bên đó, em làm ở hai bên đó chị. Rồi chế nào đặt comment cho Đào ha. B308 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale là 285.000. Chị nào đặt cứ để lại mã với số điện thoại cho em. Còn nếu mà mình có muốn đổi thì lúc mà nhân viên gọi điện thoại báo thì mình báo cho em ha. Đây là B308 màu kem, giá sale là 285.000. Đây là B308 màu đen 285.000. Và đây là B308 màu xanh ha. Chị nào mà thích cái dáng B308 mà bệt độ đế thì mình có thể lấy B308 cho em. Đôi này thì nó khi mà rất là tiện. Rất là tiện, một cái là mua một cái là khi mà các chị mua đôi bệt đó mà các chị mang vào các chị vẫn cảm giác rất là thoải mái ha. Rồi, B308 đến đơn chị Vân Hồng một đôi, ok chị nhá, 285.000 thành công nha chị ha. Rồi, chị nào mà muốn bao giá phí ship thì vui lòng là mua giá gốc cho em mà cộng phí ship ha. Đây là các chị không hiểu hả? Có nghĩa là bình thường cái đôi bệt này của em có giá là 380.000. Chị ví dụ như là chị mua bên ngoài livestream là chị phải mất 380 cộng với phí ship rồi. Còn trong livestream này em sale từ 380 còn 285.000. Mà các chị còn đòi miễn ship nữa thì em không biết là ở đâu bán cho mấy chị nữa. Đó cho nên giá sale này là chỉ có ở trong livestream này thôi. Còn chỗ nào mà bán đôi này 285.000 mà miễn ship cho mấy chị chỉ em với ha. Chị em với. Chị ơi, em không có nhắc về vấn đề khác trong livestream nha chị Vân Liêu ha. Tại vì em nhắc về không khác gì em đang quảng cáo cho người ta rồi. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho em ha. Mã với số điện thoại. Chị Vân Hồng một đôi, ok chị nha. B308 của mình 285.000 ha. Đây là màu kem nha các chị, B308 màu kem nè. Rồi đây là B308 màu đen ha, bệt độn đế giá sale là 285. Và đây là B308 màu xanh, bệt độn đế giá sale là 285. Rồi chị Hương Lan Nguyễn một đôi, B308 giá sale là 285 ha. Lúc đầu không có like về thể thao chị. B308 đến đơn chị Trần Thanh Tâm một đôi, ok chị 285.000 luôn. 385 em sao còn 285 trong livestream. Tức là các chị đặt trong livestream này là các chị đã được giảm 100.000 rồi đó. Rồi chỉ có một đôi bệt duy nhất trong livestream ngày hôm nay sale đó là B308. Chị nào đặt để lại đủ thông tin cho em B308 với màu với số điện thoại ha. Giá sale là 285.000. Đó, em không có like sụp nha chị, sụp số lượng có ít cho nên là bán ở trên Facebook thôi ạ. À. Bán với giá gốc thôi ạ. À. Rồi ok, bây giờ là sẽ lên cho các chị nhà mình đôi 7 phân ha. Cao gót 7 phân nè. Đó. Cao gót 7 phân thì không biết có chị nào có hứng thú không. Nhưng mà riêng em thì em thấy là cuối năm á, các chị mặc đầm mặc váy này kia á, thì chắc chắn là mình phải cần mang một đôi cao gót rồi đúng không các chị? K24 thì hôm nay mình không sale nha chị Họ Mai ơi. Size lớn bên em là size lớn nhất là size 40 á chị Hạnh Kim Ngân. B308 chị giao hơn cho em số điện thoại nha. Dạ, có đôi bên em có từ size 34 á, cho nên chị cứ nếu mà chị thích đôi nào chị cứ để lại cho em là mã với số điện thoại đi. Để nhân viên bên em kiểm tra xem có size thì bên em sẽ lấy cho mình ha. Nên là chị cứ để lại số điện thoại cho chắc ha. Để bằng không ấy. Rồi đôi này của em, chị nào ồ đúng rồi comment giống như chị Gia Hân đó. Đó B308 với số điện thoại là có đơn ha. Đôi đó của mình giá sale là 385 còn 285. Slip on của mình là M502 nha mấy chị ha. Slip on này của mình là M502. Giá sale từ 450 còn 385.000. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào M502 với màu với số điện thoại ha. Cao 3 xăng cho các chị. Được chưa nào? M502. Giá sale là 450 còn 385. Chị nào đặt M502 thì comment đủ cho Đào M502 với số điện thoại là trừ hàng nha. Đó, slip on là nãy giờ là chị like có M502 thôi. Còn bệt của em là bệt độ đế thì là B308 này ha. Dạ em không có like đôi đó nha chị Bình Yên Phạm. Đôi này của em là B308, giá sale là 285.000. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào B308 kèm màu kèm số điện thoại ha. Đây, giá sale là 285.000 nha mấy chị. Rất là đẹp, chất da nó mềm sụn cho mấy chị, dễ mang lắm. Đây là các chị, chất da nó mềm sụn là dễ mang lắm. Rồi, giày cao gót 10 phân không em. Dạ chị, đôi này của em là 9 xăng là chị có thể tham khảo đôi này ha. Em chỉ có đôi này là 9 xăng thôi nha chị ha. Đôi này của Đào mã số sản phẩm là D334 nha các chị, đủ size đủ số hết. Đó, được chưa nào? Chị Hạnh ơi, để lại mã với số điện thoại B308 với số điện thoại có đủ nha chị ha. B308 màu bò em hết rồi nha chị Ngọc Anh Nguyễn ơi. Em không chắc là còn đâu nha chị ha, màu bò em hết rồi, mình lựa màu khác giúp em nha. Rồi,
Đôi này em đang cầm trên tay mà sản phẩm là D334 nha các chị ha. D334 của em là màu đồng, D334 màu bạc và D334 màu đen. Được chưa ạ? B308 chị tình trần ok ha. Đôi D334 này của bên em hiện tại đang còn giá gốc của sản phẩm là 380. Livestream ngày hôm nay sale còn 285.000. Chị nào đặt đôi này thì comment cho Đà là D334 kèm số điện thoại ha. 289 cho em xin lỗi. Đúng rồi, 380 sale còn 289.000. Đây là cao gót D334 ha. Chị nào đặt đôi này comment đủ cho Đà là D334 với số điện thoại trong live ha. B308 chị Lan Tô kêu okay, chị một đôi ha, 285.000. Chị Hoài Thu Nguyễn một đôi B308 285. Đó, comment đủ thông tin cho Đào đòi trừ hàng. Mã 40 là mã gì chị? Em không có mã 40, giày bên em không có mã 40 nha chị ha. Rồi, có 5 xăng hôm nay em không có sale 5 xăng gì ơi. Hôm nay mình chỉ có sale bệt nè, sale slip on nè và sale cao gót 9 xăng như thế này thôi. Và cộng với lại một cái đôi, một túi nữa, một mẫu túi Đào đang để ở đây nữa. Rồi, chế nào chốt mẫu nào cứ cho Đào mã với số điện thoại của mẫu đó Đào trừ hàng ha. Chị nào được đặt hàng comment đủ thông tin cho em. Chị Phúc Vịt Nướng comment gì vậy em không hiểu. Rồi, chị nào đặt comment đủ thông tin cho em trừ hàng cho mình ha. Chị nào mà muốn coi bệt thì nói em lấy bệt cho mấy chị coi. Chị nào mà muốn coi slip on em lấy cho mấy chị coi. Còn đôi này của em là D334 ha. Rồi, D334 em chốt cho chị Kiều Liên Man ok chị nè. 289.000 màu đen hả chị đây. Đôi này của mình là 9 phân ha. Đôi cao gót này của mình là 9 phân. Thì tại vì sao mà Đào lại hướng các chị là lựa đôi cao gót. Đôi cao gót Đào sale là giá là 289.000. Thì cái đôi này của mình á là nó cao lên hẳn luôn để cho các chị mà ví dụ như là mình mặc áo dài này kia á, mặc áo dài này kia mình mang cho em thì nó rất là đẹp và rất là lên form ha. Rồi, chị nào đặt hàng thì cứ để lại mã với số điện thoại. Còn chị nào nhắn tin hôm nay sẽ trả lời mình nhắn tin lại một tin nhắn nữa nha mấy chị ha. B308 kèm theo số điện thoại cho em nha chị Kim Ngân. Không có số điện thoại không chốt mình nha chị Hạnh Kim Ngân ha. Rồi, đôi mà em đang cầm trên tay là D334. Nó cao hẳn cho các chị là 9 phân. Tuy nhiên các chị có thể nhìn thấy là cái đế của nó đút vô trong nè. Nó đút vô trong cho nên cảm giác như các chị mang đôi này như là một đôi 7 xăng thôi các chị. Cảm giác như là mang một đôi 7 xăng thôi ha. Đôi D334 này của em đủ size, đủ số hết. Chị nào đặt chỉ cần để lại đủ cho Đào D334 kèm theo số điện thoại. Giá sale là 289.000 ha. Dạ đúng rồi chị Thanh Khoa, không sale ạ. Rồi, M502 chị Bích Liễu Phan ok chị, M502 của chị đây ha. 450 còn 385.000. Tiếp theo. Rồi, đôi B308 hả? Đôi màu đen mình rất là đều, rất là ơn. Cảm ơn chị Nhài Phạm ha. B308 đây nha chị ha. B308 đây. Hôm nay chị mình chỉ có sale một đôi bệt duy nhất này thôi, là bệt B308. Giá sale của đôi này bệt độ đế 4 xăng là 285.000. Chị nào đặt thì comment cho Đào là B308 với số điện thoại ha. Có nghĩa là hôm nay Đào chỉ có sale 3 đôi ba đôi giày và một mẫu túi, tối lại là B308 là một mẫu giày đầu tiên. Xong rồi tới M502 là mẫu thứ hai và D334 là mẫu thứ ba. Cộng với lại một mẫu túi thôi là buổi sáng ngày hôm nay là chỉ có sale 4 sản phẩm này thôi. Buổi sáng ngày hôm nay chị nào mà có muốn săn hàng thì mình chỉ có thể săn được 4 sản phẩm này với giá sale thôi ha. Chế nào chốt nhớ để lại đủ cho Đào mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay Đào trừ hàng ha. Rồi, comment đủ thông tin cho Đào, Đào trừ hàng cho mình, mã với số điện thoại Đào trừ hàng ha. Chị Phúc ơi, chị nhắn tin vào fanpage cho em để nhân viên hỗ trợ. Chứ còn nhìn em đẹp mà mua hàng gửi lộn nó không liên quan gì hết á. Em đẹp cái gì nó không liên quan. Có nghĩa là khi mà các bạn nhân viên gọi điện thoại chốt với chị, có thể là các bạn quá nhiều đơn cho nên bị lộn thôi. Thì chị cứ nhắn tin vào fanpage. Các bạn thấy tin nhắn của chị hoặc là các chị để lại số điện thoại ở trong nhắn tin á, thì các bạn sẽ gọi điện thoại lại và xử lý đơn hàng cho mình ha. Đôi thể thao kỳ độn đế. Cái này không phải thể thao chị, em nói rồi mà. Cái này đâu phải thể thao. Cái này của mình là giày slip on ha. Có nghĩa là nó giống cái dạng giày lười á, mấy chị xỏ vô là nó như vậy nè. Nó giống cái dạng dây lười á. Và đôi này của mình là M502, giá sale là 450 còn 385 đây nha chị Phượng. Đó, chị nào đặt comment cho Đào để Đào trừ hàng cho mình. Đó, có mã có số điện thoại Đào mới chốt. Còn hôm nay là không có giày thể thao nha chị ha. Hôm nay là không có giày thể thao. Rồi, túi thì ngày hôm nay Đào sale mẫu túi 87 này nha mấy chị ha. Hôm nay thì em sẽ sale mẫu túi 87 này. Chiều chắc là sẽ có các bạn like đó mấy chị, chiều chắc sẽ có bạn nữa like á. B308 ok chị Hạnh Kim Ngân ok. Rồi bây giờ là sẽ đeo túi vào cho mấy chị coi ha. Túi thì dễ thương lắm. Túi này là túi 87 nha mấy chị. Đây,
Túi này là túi 87 nha, mấy chị có thể đeo chéo như thế này là tùy mấy chị được chưa nào? Các chị có thể đeo chéo như thế này đều được, tùy mấy chị hết. Riêng cái túi này của em rất là dễ thương, dây này các chị có thể lới lỏng ra đều được. Em đang lới siết vô cho nó ngắn cho nó dễ lấy đồ. Tại vì em đi em cầm túi xách em hay để tay như vậy nè, cho nên là em lới ngắn như vậy nè mấy chị ha. Rồi, các chị có thể đeo chéo hoặc là các chị có thể đeo qua ngang như thế này cho em, đeo qua ngang thì nhìn nó sang hơn đúng không mấy chị? Đeo qua ngang thì nhìn nó sang hơn. Được chưa nào? Túi này rất là dễ thương ở một cái là các chị kéo nút á, là mình chỉ cần bật một nút thôi, bật một nút cái này là nó ra rồi đó, thấy không, bật một nút là nó ra đó. Là cái dây của nó rất là dài, dài lắm mấy chị. Đây là cho mấy chị coi cái dây này của nó rất là dài, và dây này của mình là rất là chắc chắn luôn ha. Riêng cái dây này của em thì rất là chắc chắn. Chị nào mà đeo chéo mà sợ muốn dài á thì mình lấy hẳn dây ra mình đeo chéo như thế này cho em được chưa. Rồi đúng cái form túi của mình đeo chéo luôn là ngang hông. Đó, thì túi khi mà các chị đeo chéo là như vậy. Còn chị nào mà thích đeo qua ngang thì tùy các chị. Túi này rất là dễ thương luôn nè, mở ra cho mấy chị coi. Rất là đẹp. Túi này của mình là có hai ngăn ha mấy chị, một ngăn nhỏ và một ngăn lớn. Mấy chị có thể đựng điện thoại, cục sạc dự phòng hoặc là hộp phấn, cây son rất là thoải mái luôn ha. Nhìn vậy thôi mà đựng rất là thoải mái. Chất da của túi này rất là đẹp nha mấy chị. Chất da này của em sờ vào chắc chắn luôn là các chị sẽ thích liền luôn. Chất da cực kỳ là đẹp. Em có 3 màu cho mấy chị. Túi 87 thì là sẽ có 3 màu. Đó là màu hồng, túi 87 màu hồng, túi 87 màu kem và túi 87 màu trắng ha mấy chị ha. Ba màu, màu trắng, màu kem và màu hồng như thế này. Túi 87 ngày hôm nay, túi 87 ngày hôm nay bên em có mức giá sale là từ 360 còn 290 nghìn. Chị nào đặt túi mà muốn có một cái mẫu túi mà chất da đẹp á thì mình lấy cho Đào túi 87 này. Chất da của nó siêu siêu đẹp cho mình luôn, mà giá chỉ có 290 nghìn thôi ha. Chị nào đặt túi thì comment cho Đào là T87 kèm màu kèm số điện thoại 290 nghìn. Chất da em đảm bảo cho các chị luôn là về mà các chị cầm sờ cái chất da là đảm bảo mấy chị sẽ thấy là cái chất da của nó mềm cực kỳ mềm luôn ha các chị yêu ha. Rồi, trẻ nào chốt mẫu túi này thì comment cho Đào ha. T87 kèm màu kèm số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn ha. T87 hiện tại là đang sale từ 360 còn 290. Đó, giá sale này Đào chỉ có áp dụng trong livestream này thôi ha. Nên là chị nào chốt thì nhanh chóng comment đủ thông tin cho Đào Đào chữa hàng. Giá sale chỉ áp dụng trong livestream thôi nha mấy chị ha. Ủa, Đào tham gia cái chương trình đó lâu rồi. Đơn slip on hồi nãy của mình là M502, giá sale là 385 nghìn ha. Rồi, chị nào đặt để lại đủ thông tin cho Đào. Giày bệt lúc trước, đây bệt này là B308, giá sale là 285. Còn đôi này là M502 là 385 ha. Còn đôi này là 285, bệt đụng đế 4 xăng. Rồi chị nào mà có muốn mua túi thì comment cho Đào ngay bây giờ ha. Túi này thì nói chung là các chị bỏ ra bỏ vô rất là tiện, đeo chéo hay đeo qua ngang gì thì các chị. Các chị nếu mà muốn xiết dây á thì mình để cái dây này ở bên trong, mình quấn lại một vòng cho em như này. Ví dụ muốn xiết dây ngắn lại đúng không? Đây, các chị muốn xiết dây ngắn lại thì mình quấn lại một vòng như thế này cho Đào là được. Đó, quấn lại một vòng như thế này là cái dây nó ngắn lại. Đó là cách mà mỗi một lần mà Đào xách túi mà túi dây nó dài quá là Đào sẽ quấn ngắn lại. Rồi ok, chị nào đặt đôi nào comment đủ mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay Đào chừa hàng ha. Túi của em là sẽ có hai ngăn nha mấy chị, hai ngăn. Một ngăn nhỏ đựng thẻ ATM, đựng tiền với ngăn này. Đào cũng có một cái túi tương tự như thế này. Nhiêu đây là được rồi chị, đựng được nhiều rồi đó. Đào cũng đựng cục sạc dự phòng nè, điện thoại của Đào nè, rồi son, phấn, Đào đựng đủ luôn. Rồi, T87 lên đơn màu trắng á, chị Thùy Linh một túi, ok chị, chất da đẹp lắm. Giá sale là 290 nghìn nha chị Thùy Linh ha. Rồi đôi bệt B2, bệt 285 nghìn là B308 nha chị Nguyễn Thị Bình ha. Nhớ cái mã của nó đồng hồ nhân viên em không biết ha. Đó, chế nào thích túi thì comment cho em ha. Mã sản phẩm của túi là T87 kèm theo số điện thoại. T87 lên đơn màu kem á chị Nắng Hương ok. Còn cái này của mình là màu trắng nha mấy chị, màu trắng sữa, màu trắng là còn này màu kem ha. Đó, dây 9 phân hồi nãy của mình mã là D334 nha mấy chị. Còn chị nào mà đặt T87 thì nhanh chóng comment đủ cho em ha. T87 với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Rồi, B308 là B285 đúng rồi. Đấy, em nhắc cho chị để chị biết cái mã. Hồi nhân viên em có điện thoại báo thì mình còn biết cái đô đó là B308 ha. Nhớ nha các chị ha, đặt hàng là comment đủ mã với số điện thoại cho Đào trong livestream nha. Không đủ thông tin là Đào không chốt được nên mấy chị ráng nhớ cho em ha. Rồi, Đào nhắc lại một lần nữa nha, túi là T87. T87 có 3 màu cho mấy chị như thế này. Giá sale của sản phẩm này là 290 nghìn. Chị nào đặt túi thì comment cho Đào là T87 kèm vào số điện thoại ha. 290 trong livestream ngày hôm nay. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Chị nào ưng thì comment liền cho em ha. Mã với số điện thoại. Thank you. Rồi, tối mấy giờ like hả chị? Tối nay thì tầm cỡ là khoảng 8:30 là Đào like hả chị ha. Tiếp theo, đôi này của em là đôi
B308 nha mấy chị ha. B308 em đang cầm trên tay, chất da rất là mềm luôn. Form giày này kia cũng rất là mềm cho mấy chị. B308 này của bên em hiện tại là đang có 3 màu, đó là màu kem, màu xanh và màu đen. B308 đào sale với mức giá của sản phẩm này là từ 385 chứ, 385.000 xuống còn 285.000. Tức là đôi này giá sale xuống chỉ còn 285 thôi. Bề độ đế 4 xăng ha. Chị nào đặt đôi này thì comment cho Đà là B308 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale chỉ có 285.000 thôi nha mấy chị ha. Rồi ba màu cho các chị lựa chọn đó. Chị nào mà thích bệt thì comment B308 với số điện thoại cho em ha. Em uống nước xíu nha. Rồi. Bao nhiêu đôi này shop 285 vừa nói xong chị ơi. Vừa nói xong luôn. Thì ship bên em sẽ có nhân viên gọi điện thoại báo cho mấy chị sau ha. Có nghĩa là sẽ có các bạn nhân viên gọi điện thoại cho từng chị rồi báo phí ship cho các chị sau, mỗi một chị ở một nơi khác nhau mà. Rồi, comment đủ thông tin cho Đào Đào chữa hàng cho mình ha. Đôi này của mình là B308, giá sale là 285.000. Sau khi nhân viên gọi điện thoại chốt, các chị có thể hỏi nhân viên bao lâu tôi nhận được ha. Chứ bây giờ em chưa biết địa chỉ ở đâu, địa chỉ ở đâu. Rồi, chừng nào mới gọi chốt cho chị, sao em biết được chị Thùy Linh. Rồi, B308 với đơn chị Nguyễn Thị Bình một đôi, ok chị 285 ha. Chị nào đặt đôi này comment cho em ha. B308 với số điện thoại Đào chữa hàng cho mình, giá sale là 285. Em nghe là chị Nguyễn Chi Bi ơi. Đào nghe nè. Các chị có thắc mắc gì cứ comment hỏi lên ha. Trừ những vấn đề là có thể giải đáp được thì ngoài ra thì Đào sẽ kêu các chị để lại mã với số điện thoại để nhân viên giải đáp cho mấy chị kỹ hơn ha. Rồi, chế nào chốt đôi này comment sao đôi B2 chúng ta. B280 không có hàng để bán luôn á, hàng bán bình thường thôi chứ không có sale được ha. Rồi, chị nào đặt đôi này comment cho Đào B308 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale là 285.000 ha. Comment đủ mã với số điện thoại sẽ có nhân viên gọi điện thoại báo phí ship và báo cho các chị về thông tin sản phẩm kỹ hơn sau ha. Rồi, Đào trong livestream này Đào chỉ chốt đôi này thôi, nên là chị nào có chốt thì nhanh chóng comment cho em ha. Chị Huệ Nguyễn ơi, bên em sẽ hỗ trợ đổi size cho mình trong vòng một tuần từ khi mà chị nhận hàng. 7 ngày trong khi mà chị nhận hàng thì chị inbox vào fanpage để nhân viên hỗ trợ ha. Rồi đôi này là B308, chị nào đặt comment cho Đào B308 với số điện thoại Đào chữa hàng, giá sale là 285.000 nha mấy chị ha. Được chưa? Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn, nên chị nào chốt thì tranh thủ comment cho em ha. Tiếp theo, đôi này của em là M502. Đây. Đôi này của em là M502 nha mấy chị ha. M502 rất là đẹp luôn. M502 mình sẽ có hai màu, đó là màu đen với lại màu trắng như thế này. Riêng M502 này của em là slip on độn đế cho các chị tầm 3 cm chiều cao. M502 này mang vào rất là mềm luôn, cực kỳ là mềm chân. Và đôi này của bên em hiện tại đang có mức giá từ 450, sale còn 385.000. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào M502 kèm số điện thoại ha. 385.000. Rồi B308 chị Anna đặt ok, D334 chị Khang Khúc em lên đơn cho mình rồi. Rồi chị nào đặt mẫu này comment cho Đào ha. Đôi này là M502 màu đen, giá sale là 385.000. Đôi này của mình là hàng cao cấp nha. Rồi đôi này là M502 màu trắng 385.000. Cái này của mình là hàng cao cấp hết nha. Nên là chị nào mà có chốt thì nhanh chóng để lại đủ thông tin cho em, mã với số điện thoại em chưa hàng cho mình. M502 kèm màu kèm số điện thoại nha mấy chị. Không đủ thông tin là không chốt được nha mấy chị ơi. Nên là chị nào đặt hàng nhớ cho Đào đủ mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay Đào chữa hàng nha. Rồi, M502 kèm màu kèm số điện thoại. Hoặc là chị nào mà thích B308 thì để lại B308 với số điện thoại cho em chữa hàng nha. Được chưa? Chị ơi cho em có lại D334. Chờ em tí. D334 không phải B334 nha. B là qua mã bệt rồi đó. B là qua mã bệt rồi, D á. Cái đó là D á ha, có chừng không lộn. Rồi chế nào chốt đôi này comment cho Đào là M502 kèm màu kèm số điện thoại. M502 hiện tại Đào đang xem cho các chị với mức giá của sản phẩm này, đó là 385.000 các chị yêu ha. Được nha chị, mình muốn đổi sang màu đen được nha chị ha, mình muốn đổi đều được. Rồi M502 là nhớ cho em là hàng cao cấp nha. Và khi mà các chị mở hộp giày ra cái là các chị sẽ ngửi thấy một cái mùi thơm nhẹ từ cái chất da của nó. Tại cái đôi này của mình nó sẽ chống hôi chân cho mấy chị. Và các chị đừng có giục cái hộp đó đi nha, giữ lại cái hộp đó, tại vì trong cái hộp đó nó có một cái bịch chống ẩm. Mà cái bịch chống ẩm đó nó vừa hút ẩm và nó vừa tỏa được mùi hương ra. Lúc mà Đào để ý thì Đào thấy cái bịch nó có tỏa mùi hương. Nên là khi mà các chị mua thì các chị nhớ để trong cái bịch, cái hộp đó. Khi nào mà mình không đi á, mình bỏ cho nó cho em thì da dày này của mình vừa đủ hút ẩm mà vừa được có cái mùi thơm nó giữ hoài luôn ha. Rồi chị nào đặt đôi này comment cho Đào ha. M502 kèm màu kèm số điện thoại. D334 của chị Thương Đinh. Rồi đây D334 đây ha. D334 thì mình có 3 màu nha các chị. Đây D334 thì mình có 3 màu ha.
ba màu đó là màu đồng, màu đen và màu xám. Rồi đơn này cũng màu xám hoặc là màu bạc nha mấy chị ha. M502 chị Nguyễn Thu Hà, ok. M502 là 385, hàng cao cấp 450, sale còn 385 đó mấy chị. Rồi M502 chị của chị Tuyền Nguyễn Thanh, ok. Đây này đã cho các chị coi, giá gốc của M502 là 450 đây nè các chị. 450 nè các chị thấy không? Mà đào sale cho mấy chị còn 385 đó. Nên là giá sale này chỉ có áp dụng trong live thôi ha. Còn đôi mà đào đang cầm ở trên tay đây, đó, vừa mới nói xong nha chị Phạm Ngọc. Đôi mà em đang cầm trên tay đây là D334 nha các chị. D334 này của em là 9 xăng. 9 xăng nha mấy chị ha. D334 này của em là 9 xăng. Và đôi này của em hiện tại là cao cho mình, để cho mình mang mặc, mình mặc áo dài cắt tân Tết, mình mặc áo dài cắt tân hay là mình đi đám cưới này kia, em nói là nó thích hợp hơn. Ví dụ đi tiệc hay là mình mặc áo dài cắt tân hay là mình chụp hình này kia thì dáng của mình nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ lựa tôn dáng hơn. Đôi này là 9 xăng ha. Mã sản phẩm là D334, giá sale là 289.000 thôi. Quá rẻ cho một cuộc tình đúng không mấy chị? 9 xăng mà 289.000 thì thật sự là quá rẻ. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào ha. D334 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale của sản phẩm này trong livestream ngày hôm nay là 289.000. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho em ha. D334 kèm màu kèm số điện thoại 289.000, ba màu cho mình như thế này. Đó, chị nào chốt mẫu nào cho Đào đủ mã với số điện thoại, mã sản phẩm kèm với số điện thoại của mẫu đó giúp em ha. Không đủ thông tin là Đào không chốt được nha mấy chị ha. Nên là chị nào đặt cho em đủ mã với số điện thoại. Rồi D334 lên đơn ở chị Lan Phương, ok chị nha. Một đôi màu đen đây, màu đen đây, 289.000 ha. Đẹp mà các chị thấy đẹp không? Đào thấy cái form giày này của nó rất là đẹp luôn. Mà sale 289.000 thì phải gọi là quá rẻ luôn á. Chị nào ưng comment cho Đào ha. D334 kèm màu kèm số điện thoại 289.000 trong livestream ngày hôm nay. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn nha mấy chị ha. Nên là chị nào chốt D334 thì comment lên cho em ha. Rồi chị nào đặt đôi nào cho em đủ mã và số điện thoại em chừa hàng nha. Không đủ thông tin là không chốt được đâu. Nên là ráng chúc em cho em đủ mã và số điện thoại em chừa hàng cho mình ha mấy chị. D334 kèm màu kèm số điện thoại. Đấy là đôi giày này nha mấy chị ha. Rồi chị Nguyễn Anh Thi ơi, nếu mà mình chưa cả phần rồi, mình chưa nhận được hàng thì mình phải inbox ngay fanpage, kiểm tra ngay fanpage cho em chứ. Nhắn tin vào ngay fanpage để hỏi ngay cho em chứ. Sụp hả chị? Sụp thì thường thường này em thấy có đăng ở trên ngoài Facebook, chắc là vẫn còn á. Chị có thể ra ngoài Facebook của shop á. Nói chung là ngoài Facebook á, ngoài cái việc là tụi em sale ở trong livestream ra, thì ở ngoài bình thường á, shop cũng có những cái đăng những cái tấm hình hay là những cái video clip, những cái video về giày nè, hoặc là về sụp, hoặc là về búp bê rất là nhiều. Mấy chị có thể ra ngoài Facebook của shop mình coi ha. Rồi, bệt độn đế 4 phân là 285.000 ha chị ha. Đây, bệt độn đế 4 phân là 285.000. Chị nào đặt thì comment cho Đào B308 kèm màu kèm số điện thoại 285. Bên em chưa có trả lời kịp á chị. Bên em bị kiểu như là đang bị hệ thống của bên em giống như được đang quá tải tin nhắn á. Nên từ từ để các bạn sẽ check cho chị ha. Rồi, đôi này là B308, giá sale là 285. Chị nào đặt đôi này comment đủ cho Đào B308 với số điện thoại ha. Bệt độn đế 4 xăng thì em chỉ có 3 màu này thôi. Đó là màu đen, màu kem và màu xanh. Giá sale là 285 nha mấy chị ha. Đó, chị nào đặt đôi này thì comment cho Đào B308 với màu và số điện thoại Đào chưa hàng. Còn chị nào mà thích đôi cao gót thì comment cho em là D334. Chị nào mà thích slip on thì comment cho em là M502. M502 là 385 đó mấy chị. Đôi bệt này của mình chắc là da lì bình thường thôi nha chị. Chắc là da lì thôi. Rất là mềm. Thì cái mềm, bệt mà không mềm thì sẽ không bao giờ có cái tên Minsu. Bệt mà không mềm thì không bao giờ tụi em bán được hàng như thế này. Tại đôi V308 này được cái là cái form của nó khá là chuẩn. May đế cho các chị luôn, các chị nhìn này. Cái đế này nó may vào luôn. Thành ra là khi mà các chị của mình dù là bệt độn đế đi chăng nữa thì may vào cho mình. Mình mang vào nó cũng rất là chắc chắn nha mấy chị ha. Chị nào đặt đôi đôi bệt đó thì comment cho Đào là B308 với màu và số điện thoại. Giá sale là 285.000 ha. Còn chị nào đặt túi không nè. Túi này của em là T87 ha mấy chị ha. T87, túi 2 ngăn luôn. Túi sẽ có 2 ngăn, 1 ngăn nhỏ, 1 ngăn kép và 1 ngăn lớn như thế này. Túi này là T87. Dây của nó cũng rất là chắc chắn cho mấy chị ha. Rồi, T87 đây ha, giá sale của đôi này là túi này là 290.000. Chị nào đặt túi này comment cho Đào T87 màu hồng kèm màu số điện thoại 290.000 nha mấy chị ha. Rồi, T87 màu kem kèm màu số điện thoại 290.000 và T87 màu trắng kèm màu số điện thoại 290.000 cho em.
Rồi, đôi màu đen này của mình là M502, giá sale là 385. Chị nào đặt comment cho là M502 kèm số điện thoại. Chị Oanh Nguyễn ơi, đôi bệt đụng đế là B308 nha, coi chừng lộ mã nha. B308 nha, coi chừng lộ mã đó chị. Rồi, đôi này của mình là M502 ha. M502 này giá sale của mình là 385.000. Chị nào mà muốn mang slip on thì mình đặt đôi M502 này cho em. Còn bệt đá thì bên em không có like nữa nha chị, tại vì bệt đá là tụi em không có hàng để bán luôn á, cho nên không có like. Đó, M502 này chị ơi để lại cho em mã với số điện thoại đi, có nhân viên chốt size cho chị sau ha. Về size là ở kho xem còn như thế nào thì nhân viên sẽ chốt sau cho mình. Nên là chị nào đặt thì cứ để lại mã với số điện thoại cho em thì sẽ có nhân viên kiểm tra size ha. Rồi, chị nào thích đôi này comment cho em ha. M502 với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. M502 giá sale là 385.000. Còn bệt độ đế này của mình là 285.000. Đó, các chị có muốn là hỏi đào đôi nào là tranh thủ hỏi nha. Cái đôi M502 này á rất là đẹp luôn, là trần chỉ cho mấy chị nè, rất là mềm từ bên trong đến bên ngoài luôn á, rất là mềm cho mình luôn. Đi đôi bệt này trần chỉ cực kỳ là mềm, đế lót nè, êm lắm mấy chị. Mà M502 này giá xem của mình chỉ có 385 thôi, 450 mà em sao còn 385, rất là rẻ khi mà các chị mua trong live. Chị Hải Yến ơi, mình nhắn tin vào cho shop để shop trả lời ha chị ha. Sa 34 màu đen ok chị Mimi. Rồi, trễ nào chốt mẫu nào cho em đủ mã với số điện thoại ha. Nếu mà các chị thích đôi nào thì cứ để lại mã với số điện thoại, sẽ có nhân viên kiểm tra. Đôi cao gót mã của sản phẩm này là D334 chị ha. D334 cao gót 9 phân cho mình, giá sale của sản phẩm này là 285.000. À, 289. D334 với màu với số điện thoại 289. Chị nào đặt để lại đủ thông tin cho em chờ hàng trong live ha. Phía ship bên em sẽ có nhân viên gọi điện thoại báo cho các chị sau. Mỗi một chị sẽ gọi một tỉnh, một huyện, một xã khác nhau, cho nên phía ship bên em sẽ có nhân viên gọi điện thoại báo cho mình sau nha mấy chị. M502 màu trắng lên đơn cho chị Thùy Linh ok chị nè. Rồi, size số ship em sẽ có nhân viên gọi điện thoại báo sau nha. M502 của em là 450 lận á. Nè, 450 mà sale xuống chỉ còn có 385 thôi nè mấy chị. Nên chị nào có đặt M502 thì tranh thủ nha. Rồi, chị Diễm Trần ok chị, một đôi D334 giá sale của mình là 289.000 ha. Đó, còn chị nào muốn đặt đôi nào thì nhanh chóng thả cho em comment mã với số điện thoại để em lên đơn cho mình nha. Nhớ nha các chị, phải có đủ mã với số điện thoại đâu mới chưa hàng được. B308 chị Oanh Nguyễn ok, hình như hồi nãy đào lên đơn cho mình rồi đúng không chị? Hồi nãy hình như em lên đơn B308 cho chị rồi đúng không? Nãy em lên đơn cho mình rồi, giá sale là 285.000 đôi này ha. Rồi, cái đó không của em không phải là ví nha chị Nhàn Hải, là túi nha. T87. Rồi ok, chị nào mà đang coi livestream mà mình vừa mới vào coi livestream á thì xíu nữa mình có thể giúp Đào coi lại cái livestream này ha. Hôm nay Đào cũng đã like hết cho các chị coi những cái mẫu mà hôm nay em sale rồi. Nên là chị nào vào vừa vào coi live mình có thể giúp em coi lại, hoặc là bây giờ mình có thể ra ngay ngoài Facebook của shop, thì Facebook của shop có đăng rất là nhiều hình ảnh và giờ những cái đôi giày mới nha các chị ha. Mình có thể ra ngoài Facebook của shop mình lướt kéo xuống á, rất là nhiều mẫu mới của shop luôn. Rồi, chắc là bây giờ Đào sẽ kết thúc live luôn á. Cảm ơn mấy chị đã theo dõi livestream ha. Giờ em kết thúc live nha. Tạm biệt các chị nha, hẹn gặp các chị vào tối nay ha. Tối nay hứa hẹn quẩy cùng với các chị nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều, đã kết thúc nha. Nhớ like fanpage của Minsu và ra xem tất cả những cái mẫu mới của bên em ha.